chở bạn quay alpha 100, bảo dưỡng lại máy zin, chủ xe dưới Vũng Tàu chạy lên. Trước khi chạy lên, chủ xe hỏi em anh Tây là máy bao nhiêu tiền, em báo giá. Chủ xe có nói xe em có lên tháng dĩ trước và tháng dĩ sau, em muốn vệ sinh lại là cùm dầu tháng trên, heo dầu tháng dưới bao nhiêu tiền, và nó mất hơi ben đạp sau làm lại bao nhiêu tiền, báo giá hai món đó luôn. Thì lên anh có chỉ vô cho mình là anh nói cái này nè, các bạn thấy nó lỏng lẹt rồi, nó hết bung rồi, làm lại được không? Được, sẽ làm lại cho ảnh. Anh kêu thay cái cần số, được, sẽ thay cho ảnh. Anh kêu thay dây điện sườn, được, sẽ thay cho ảnh. Rồi vậy thì bây giờ bắt đầu vô là em vô quá trình chuyên sâu ha, là sẽ mở ra kiểm tra hết mọi thứ trên xe và sẽ báo giá cho ảnh. Tháo xe anh ra nè, thì vừa tháo ra là em thấy cao su gấp của anh á là rách nè đó. Rồi cao su đùm đồ anh muốn mở ra em kiểm tra, thì anh nhắn lại tin nhắn giùm em là anh Tây ơi kiểm tra cao su đùm giùm mày anh đó, thì em mở ra. Còn máy thì em đang chỉ, lát nữa em chỉ em báo tình trạng xe như thế nào cho anh hay. Xe này chủ xe chạy lên nè, máy êm bình thường, chạy yếu thôi. Thì các bạn biết là gì không, đó là kêu là sự hao mòn tự nhiên của chiếc xe. Nhiều anh hay nói xe không hư, giờ xe không hư mà giờ giờ làm này là nhiêu tiền, làm kia nhiêu tiền, mà mở ra định làm á nói đâu hư đâu, không hư làm chi. Mình cho các bạn coi nè, cái xe của ảnh nè, bụng giữa chưa chẻ nè các bạn đó, thấy chưa? Thì nó sẽ cháy nhớt, nó hư bạc đạn. Nó còn pin cho anh mượn thước điện tử đi, nó xe rồi qua này nè đó, các bạn thấy không, đây nè là hao mòn tự nhiên nè các bạn, bạc đạn rồi là nó hư hết rồi. Tiếp nè, phốt nè, nó xì nhớt, ọc nhớt ra. Bây giờ cũng mở ra phải làm chứ. Các bạn coi hay hỏi em tại sao thay bộ số nè, các bạn coi số người ta cháy cái này nè. Rồi giờ cho thay không, cháy là một chuyện đi, rồi nó bóng số nè, số bóng là chắc chắn là đi là bắt đầu nó sẽ chuẩn bị tới hiện tượng hú số rồi, đúng các bạn. Rồi khi mà làm máy tiệm em á là cục đề nè, là em sẽ cũng sẽ là mở ra thay than đề kiểm tra lại cho các bạn luôn mà không phát sinh bất cứ chi phí gì. Rồi ở đây nè là gặp cò nè, các bạn thấy gặp cò nè, chủ xe nè đó, đi nè, cũng phải cháy nhớt cái đồ chứ đúng không. Rồi đây là bánh bông nhớt, bánh bông nhớt này mở ra là phải thay nha các bạn nghe, quan trọng cực kỳ nha, lá bố. Rồi để đo thử cái lòng là nhiêu, lá bố cháy, quay kỹ lá bố vô giùm anh. Rồi bê tông 50 ART, giờ em sẽ sấy lên cốt 1 ha. Rồi cặp mặt nhôm này là em sẽ KRS, nồi có làm rồi. Tán lại chuồng heo luôn rồi. Em sẽ thay qua cặp mặt nhôm nồi mới cho ảnh. Rồi đế, cha thay cho thay nguyên cặp mặt nhôm lô ta. Thay cái đế lô luôn ta, cặp nhôm nồi lô luôn. Rồi dĩa đề này em sẽ lấy em xài lại đây. Cái này là lô nha các bạn. Thì em sẽ quay cho các bạn so sánh là giữa dinh là làm sao mà cái lô là làm sao nha. Cái này cũng lô luôn nè các bạn, ba coi ba tán liver nè. Và đế này là của rim nha các bạn. Rồi các bạn coi một cái xe đi lâu rồi, đầu đóng khói cái này nè, biểu sao mà trò coi cây số bắp nè, biểu sao mà xe nó không yếu hơi yếu đồ cho được, đúng các bạn đó. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Thì bây giờ là em sẽ bỏ đồ đi làm. Coi tay dơn nè, dơn phải cháy bạc đạn dơn nè, bạc đạn dơn là phải cháy, tay dơn đồ là phải cháy chứ đúng không. Rồi cảm ơn các bạn. Mình nói với các bạn nè, chủ xe yêu cầu làm lỗ cốt chống đứng, thì các bạn coi các bạn hiểu mình nè. Nói làm lỗ cốt chống đứng thì nó chỉ một chi tiết đúng không, nhưng mà nè, đầu tiên là phải là cốt chống đứng là một nè, rồi cao su chống đứng là hai nè, và làm lỗ sườn là ba nè. Tổng là ba chi tiết nó sẽ liên quan. Thì tại sao chủ xe sẽ kêu mình làm, các bạn coi xe người ta nè, thì cái xe đi lâu á đó, các bạn coi chống đứng đó, nó lắc các bạn, nó lắc chống đứng vậy nè, thì khi mà mình làm lại á, cái lỗ sườn cốt chống đứng là nó không đơ lắc nữa ha. Với lại bên đây á là người ta không gắn phe mà người ta xài cái cộng kẽm, người ta xỏ vô, mình rất dị ứng vụ đó nha các bạn đó. Rồi bây giờ nè, Nhật em qua đây quay dây xăng lọc xăng nè, em qua anh kia. Rồi các bạn coi nè, dây xăng nè bị nứt nè, lọc xăng á thì là lô nè,
Thì bây giờ là bình xăng con á, mình sẽ căn chỉnh hoặc là mình phục hồi lại cho chủ xe nè. Rồi đó, thì đây chủ xe em gỡ này ra cho chủ xe coi, bên này nó rõ hơn đó. Nứt nè, nứt dây xăng, lọc xăng em sẽ thay và em sẽ phục hồi bình xăng con cho anh đó. Còn này là sẽ có lấy hơi bên dầu được nữa nha các bạn nha. Với lại chủ xe yêu cầu là thay dây điện sườn, để bắt đầu Nhật quay quay rõ dây điện sườn đi. Linh vậy, quay rõ dây điện sườn nha em. Đó, quay rõ dây điện sườn. Rồi bắt đầu gỡ cặp ghép chân nhôm ra, bỏ đi sửa, lấy cặp ghép chân cao su ghép chân mới vô. Rồi để anh gỡ. Với lại chủ xe anh nhìn á, anh báo giùm em nè, anh muốn làm cái cần thắng này, một là thay, hai á là làm lại đều được hết á, thì làm lại nó sẽ không rơ lắc gì nữa nha. Là cái đó là xử lý trên cốt chống đứng và cái cần thắng này. Thì nếu mà muốn thay mới thì vẫn đem làm, mà muốn mà để lại á thì vẫn đem làm bình thường à. Đó thì nó sẽ không rơ lắc giống vậy nữa. Thì cái đó là anh coi anh báo em. Rồi ở đây phần thắng dĩ sau, bên đạp sau đồ em sẽ rút ra, em làm em kiểm tra và em sẽ kiểm tra lọc gió đồ cho anh luôn. Ở đây lọc gió là nhớt đọc lên nè, thì em sẽ mở ra em kiểm tra, quay xét ở đây nè con. Thầy chỉ ở đây mà con sợ con chạy đâu ra tuốt xa rồi sao chủ xe người ta nhìn con. Chỉ ở đâu thì quay xét vô chỗ đó chứ. Rồi cảm ơn các bạn. Chào bạn, mời camera tới kỹ khúc này nè. Ở đây uổng là uổng công rửa các bạn. Nè các bạn thấy dấu nứt không? Linh quay được dấu nứt không? Sang quay được dấu nứt không? Nứt ra tới đây nè. Chỗ này dấu nứt nè. Thì là lúc nào cũng vậy, thì sẽ là em luôn đờ ba là em kiểm tra ốc sản nhớt trước, các bạn thấy rồi đó. Thì xe này em muốn kiểm ốc sản nhớt trước luôn các bạn, cũng sẽ cước đồ đàng hoàng. Nhưng mà nó nứt nhỏ quá, tới lúc mà rửa gần như là kêu là hoàn thiện á thì mới thấy là nó nứt lóc. Cho nên em mới ngưng, em không có rửa nữa. Và em sẽ thay cho chủ xe bằng một cái lóc theo xe mới. Thì coi như là em thiếu các bạn trong clip này một cái lóc theo xe mới, một cái lóc chính hãng Honda Việt Nam mới của Quay. Đó, lấy nữa em mua về làm gửi các bạn coi. Còn giờ đây là cái phần lóc số. Thì ở cái phần lóc số này á, mình sẽ xử lý kỹ hết toàn bộ. Rửa, kiểm tra sơ mi, răng ốc để tránh tình trạng khi mà ráp vào thì cái xe này á, là nó sẽ có những cái sơ mi tuột mà bắt buộc các bạn phải chẻ máy ra mới xử lý được. Rồi mời camera quay xét vô đây để các bạn thấy là mình rửa lại cái lóc này rất là sạch ha. Đó, ở đây là một cái xe sửa chữa các bạn, không có dọn không gì hết, nhưng mà mình vẫn nâng niu xe khách hàng của mình. Rồi và xong một phần. Tiếp đó ở đây là John. John đây thì xe này là John em sẽ giữ lại. Em cái dĩa đề này em sẽ đem đi đóng bạc dĩa đề. Thì khi mà giữ cái dên này lại á, mình cần xử lý những gì trên cái dên của người ta. Thì khi mà giữ lại thì một là bạc đạn dên hai bên, bạc đạn dên bên nồi và bạc đạn dên bên lửa, thì em sẽ thay đó. Và cái thứ hai nữa là em sẽ thay lại một cái tay dên cho chủ xe, là dên và tay dên là bắt dên là giữ lại, còn tay dên là phải thay hơn. Số sẽ thay một bộ số mới. Số đây thay bộ số mới cho chủ xe thì rất là ngon và quan trọng đó. Rồi em để phần này qua. Bảo dưỡng máy thì đa số là các bạn sẽ nghĩ tới dơn đầu lòng, thì cái đó là có thay hay là giữ lại. Nhiều anh em thì không rành, thì anh em tưởng đâu khi mà bảo dưỡng một cục máy mới thì sẽ thay hết cho khách hàng toàn bộ, nhưng mà không phải. Khi mà mình thay toàn bộ phụ tùng cho khách hàng á, thì cái chi phí đó sẽ lên rất là cao. Người khách người ta sẽ không đủ điều kiện để mà người ta ráp lại một cục máy mới kêu là full new toàn bộ được các bạn. Ví dụ như dơn đầu lòng đa số là sẽ giữ lại và gia công nó, đó kêu là kiểm tra và bảo dưỡng đó các bạn. Thì như là dòng lòng này của ảnh nè, thì em giữ lại em sấy lên trái cốt một. Ở đây các bạn thấy là bích tông là em sẽ sấy lên cốt một cho ảnh. Rồi và em sẽ thay một bộ bạc. Bạc thay là giống như anh em hay nghe là ra khói nè, hao nhớt nè, thở bạc, là những cái tên gọi nhân gian mà anh em hay nghe đó. Đó là cái vấn đề mà trên một chiếc xe khi mà các bạn bảo dưỡng thì các bạn cần phải làm. Thì cái vỏ lòng là sẽ giữ lại cho người ta, nhưng mà chế bích tông và bộ bạc lúc nào cũng phải thay, nếu đối với những cái xe đi nhiều cây số. Ở đây đầu bò cũng vậy, đầu bò thì mình cũng giữ lại các bạn. Ở trên đầu bò rất nhiều chi tiết, nếu các bạn thay mới cho khách hàng á thì khách hàng không đủ chi phí mà người ta trả đâu. Thì ở trên đầu bò này nè là em sẽ sử dụng những gì để mà bảo dưỡng trên gối đầu bò này. Thì ở trên đầu bò này á, nó sẽ gồm là hai cái số bắp là phần quan trọng nhất cho chiếc xe của mình. Thì số bắp ở đây em sử dụng là số bắp CNC chịu nhiệt độ cao,
khi các bạn thay số bắp CNC này, nó ưu điểm là tiết kiệm được chi phí là phải đóng vít lại cho chủ xe là một nè. Cái thứ hai là nhiệt độ chịu giãn nở của nó sẽ cao hơn số bắp zin của mình luôn. Ở đây là một sản phẩm thay thế khác mà chất lượng cao hơn số bắp hãng. Rồi, đó. Hai ắc cò, hai ốc tán chỉnh cò, hai phốt số bắp. Đó. Sẽ đều thay lại đúng đồ chính hãng hết cho chủ xe. Và ở đây cam cò trên xe á, thì em thấy cam cò này chưa có hư. Sau khi vệ sinh sạch sẽ lại nè, các bạn thấy gói cam đồ là còn đảm bảo thì mình sẽ để cam cò xài lại cho chủ xe thôi các bạn ha. Rồi. Tiếp đó là về phần bạc điện máy đi. Bạc điện máy em sẽ thay full bạc điện NTN. Đó của Nhật. Rồi, xong. Thì bây giờ nói về phần nồi, đó như là mình mở ra mình kiểm tra thì mình mới thấy được cái lóc nhớp bị nứt. Còn về phần nồi cũng vậy, ở đây là cặp nhông nồi này nè, thì em sẽ thay lại một cặp nhông nồi mới cho chủ xe. Để làm chi? Để mà đảm bảo là sau này chủ xe tiếp tục sử dụng là 5 năm, 10 năm nữa. Nếu các bạn đầu tiên á, tính về khía cạnh mà tiết kiệm giữ lại đồ cũ cho chủ xe á, thì các bạn sử dụng cặp nhông nồi này nè. Có thể là người chủ xe người ta chỉ đi với tần suất rất là thấp nữa, người ta phải thay cặp nhông nồi mới. Bởi vì sao? Bởi vì là nó sẽ là có hiện tượng là bắt đầu hú nồi, bóng nhông nồi. Đó, cho nên là em sẽ không sử dụng cặp này. Và cặp nhông nồi này đã được cái người trước á, người ta tán đồ lại rồi. Cái này mới, cái này cũ rồi tán lại thì nói chung là đã có gia công. Nhưng mà riêng cái cách của em chọn thì lại không có đúng, cho nên là em sẽ thay một cặp nhông nồi mới theo ý em. Và khi mà em thay lại một cái nồi mới hãng á, các bạn sẽ coi nè. Ở đây nè, mình chỉ các bạn nhiều lần hơn, các bạn cứ coi cái miếng tam giác này nè. Nó màu trắng là mới đúng đồ zin, màu đen là không phải. Mình sẽ thay lại một cái chuông. Và tại sao mua cái nồi mới thay cái chuông? Thì khi mà thay cái chuông như nè, các bạn sẽ chủ động được cái độ bắt bố. Mình không cần vớt trên cái bố đồ của mình. Đó, bố là em sẽ thay lại đúng cầm nồi của Wanfa hãng mới. Đó là một. Và thay lại bố qua càng dài. Rồi, chỉ có sử dụng lại cặp mặt nhôm cũ của ta nè. Và sẽ thay bốn là sao nồi. Ở đây là lá bố, lá sắt là toàn bộ là thay mới lại hết ha. Và sẽ canh lại bốn là sao nồi mới. Là sao ống sáo, sinh cam, con sùng, ống sáo. Đó, tất cả ở đây là những cái này mới kêu là bảo dưỡng thay thế cố định trên chiếc xe. Ví dụ như là khi các bạn gỡ ra, ron rách, sinh phốt, nó sẽ hao mòn. Thì bắt buộc luôn là các bạn phải thay thế lại. Và ở đây em chọn là thay thế lại bằng đồ hãng. Đó, cho nên là các bạn sẽ thấy nè, full bộ phốt và sinh nè, sử dụng đồ hãng hết. Cốt đạp nè, cốt đạp rất quan trọng nha các bạn. Cái số vô nặng nhẹ đồ là cái đó người chủ xe người ta leo lên cảm nhận đầu tiên. Ron nè, bánh bơm nhớt, tùy bơm nhớt nè, sinh cam nè, sinh đề nè. Đó, tất cả là đúng phụ tùng chính hãng hết. Đó là cái sự khác biệt giữa tiệm em và thị trường đó các bạn. Và sau đó thì trải qua thêm một cái giá trình nữa là kiểm tra và xét duyệt trước khi cái cục máy này mình làm xong ra. Rất nhiều anh em hỏi là trong quá trình em làm thì có gửi cục máy lên không được hay không. Thì đối với một người thợ mà các bạn đưa cho người ta cục máy, người ta rã ra, người ta ráp vô thì quá dễ rồi. Nhưng mà nếu có chiếc xe để mà mình chạy, mình kiểm tra, mình rô đai giùm chủ xe luôn thì nó là tuyệt vời hơn nữa các bạn. Bởi vì khi các bạn ráp một chiếc xe ra, đồ cũ và đồ mới nó xen kẽ với nhau, các bạn phải làm sao người thợ mình phải căn chỉnh để mà món đồ đó nó hài hòa lại. Thì mình đâu có biết được là cái xe đó như thế nào đâu mà mình tự tin là mình không nổ máy mà mình gửi lại về lại cho người ta, đúng không các bạn? Rồi, em cảm ơn các bạn nhiều. Thì bây giờ cho phép em ráp. Ở đây là em mua cái lóc nhớt mới ha, em thay chủ xe. Thì khi các bạn mua cái lóc nhớt mới này về nè, cũng phải các bạn cầm, các bạn gắn vô nhau nhang. Mà các bạn thao tác đầu tiên là phải kiểm tra. Các bạn kiểm tra thì các bạn biết kiểm tra cái gì không? Sang sang quay cái mặt lóc lên, cầm lên để anh quay. Đó là nguyên cái lóc mới hãng ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Anh thì ở đây là những phụ tùng em sẽ chọn là em kiểm tra dàn chân và em sửa chữa theo ý của anh. Thì camera quay trên quay xuống mà anh sơi ha. Rồi, một là dây điện sườn này em sẽ thay lại dây điện sườn hãng mới. Cần số là em sẽ mua lại cần số hãng mới. Thì cũng em cũng nói trước luôn, cần số hãng mới á, nó siêu bóng nhưng mà nước xi của nó kỳ lắm nha. Đó, chứ mất công giờ đi thời gian thấy nó xét rồi, tưởng đâu đây mã miết đàng hoàng luôn. Anh em nào làm trong hãng thì check in vụ này giùm em là khách hàng rõ nhất. Với lại nó dễ xét các bạn, và nó không phải siêu bóng lắm đâu mà nó có ánh vàng 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 trong đó. Rồi, cái này là cặp cao su gác chân trước. Rồi, cái này là cao su gác, cái gác máy sau. Thì em đi đắp nhôm lại cho anh, em sửa lại. Thì giờ nó bật ra, bật vô nó cứng rồi nè. Đó, còn cao su gác chân này full cao su gác chân hãng hết bình thường. Cao su gấp là bữa khách có biểu thay là thay rồi nè. Rồi, ở đây là dây xăng lọc xăng. Đó, thay đúng dây xăng xịn luôn. Lọc xăng cũng lọc xăng xịn luôn. Đó,
Rồi giờ cái phần heo là em mở bung ra hết vậy nè. Em vệ sinh lại toàn bộ chi tiết nè các bạn. Là em sẽ thay T-Ben nè, xin Ford đồ hãng hết cho khách ha. Đó, các bạn coi T-Ben của ảnh nó xét cái này nó bị mất hơi T-Ben, anh mới kêu vệ sinh T-Ben đó. Và Ford heo đồ cũng vậy. Đó, rồi ở đây là một. Thì chủ xe lưu ý giùm em vấn đề này nha, bạc đèn bánh nha. Bạc đèn bánh xe anh là tổng cộng có là 1, 2, 3, 4, 5, 6 bạc đèn bánh. Các bạn thắc mắc tại sao một xe 6 bạc đèn bánh là do anh đi mâm rider. Thì nó có là 4 cái hư rồi nha, và hai cái này là nó gần hư chứ chưa hư. Đó, nó bắt đầu nó rơ. Thì ở đây là 4 cái bạc đèn bánh này, anh muốn thay thì anh báo em. Còn không thôi anh muốn thay hết 6 cái anh cũng báo em, để em báo giá bạc đèn bánh cho anh. Với lại em kiểm tra lưng bạc đèn luôn đó, coi thử có lỏng lưng đồ hay không, chứ mất công lỏng lưng nó chạy không ngon. Rồi heo nè, đó anh trai thấy là heo lại mở ra toàn bộ hết để em vệ sinh. Bình xăng con của anh em cũng vệ sinh luôn rồi. Đây là quá trình bắt đầu là xử lý dàn chân. Thì ở đây camera đứng đây quay qua, thì để thay được dây điện sườn là bắt buộc luôn, là mình phải tháo toàn bộ ra nha các bạn. Mình tháo toàn bộ dàn áo ra, bắt đầu mình đút dây điện sườn vô, đút dây điện sườn vô xong bắt đầu kiểm tra là trong quá trình mình tháo á, thì có những cái cao su cái gì nó phát sinh, nó hư hại kèm theo hay không, sẽ báo cho chủ xe và sẽ phục hồi bình xăng con nè, làm cục đề nè, thay dây xăng nè, lọc xăng nè. Thì đỡ này là quá trình đang làm nó bừa bộn lắm. Có nhiều anh em là khi mà mình quay quá trình lắp máy xong thì mình ngưng sẽ khoảng là 3-4 ngày, thì anh em hỏi là ủa xe tới đâu rồi không thấy nói gì hết. Thì các bạn thấy nè, ví dụ như một cái xe nó đang bừa bộn vậy, em cũng không biết là em sẽ quay cái gì cho các bạn nữa. Thì là cái này là vấn đề là người thợ người ta đang làm, đang ráp vô, và trong 3-4 ngày đó là mình sẽ đi rô đai căn chỉnh, hoặc là mình kiểm tra trên cái xe nó có những cái gì không để mà góp ý với các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Chào bạn, thì hôm nay là ngày em chạy thử xe quay Alpha. Xe này thì được bạn kỹ thuật mà ráp xe này nè, chạy là 2-3 ngày nha các bạn. Em đang chuẩn bị em. Thì xe này là máy thay dây điện sườn và bổ sung vài chi tiết lặt vặt. Các bạn thấy là mưa đang rất lớn không? À. Sài Gòn mùa này thì ngày nào cũng mưa đó các bạn. Nãy mưa lớn lắm. Em nãy bữa nay em chạy là ngày 7 tháng 10 2024. Lúc 8:30 tối, hôm nay 8:30 tối đang làm về. Thì cũng may là hồi chiều quay cho các bạn thấy là em thấy cổ hút nó bị nứt đó các bạn. Đó. Thì thật sự nếu mà em ẩu á, hoặc là sợ tốn tiền cho khách hàng đồ mua cái co xăng, cái cổ hút gió, co gió mấy chục ngàn mà không thay, thì em nghĩ là em là chính em trước sẽ là người dắt bộ chứ chưa tới tay khách hàng đâu. Khách hàng chưa dắt bộ là em dắt rồi, tại mưa lớn có này mà. Đó. Thì có những cái á, anh em làm, anh em nghe hỏi là làm là vậy là chắc cứu chưa, có phát sinh được không. Thực sự nói với bạn luôn, anh em chưa bỏ xe kiểm tra nữa, anh em đã hỏi rồi, vì sao mà vì thợ người ta biết là chắc cứu chưa đó, đúng không các bạn? Cho nên là nhiều cái thật sự rất khó nói. Còn đây về một khía cạnh xe này thấy thật sự rất êm, chưa là siêu êm. Máy là em đi đồ đai bữa giờ cũng nhiều cái số, đồng hồ km xe này không lên nha các bạn, đồng hồ bị hư. Chào các bạn, thì ở đây là em chào anh trai chủ xe luôn nha. Thì ở đây là xe của anh cơ bản là làm xong, camera quay đi, quay cái xe sạch sẽ trước. Nghề có thể yếu nhưng mà làm thì phải sạch, không có kén chọn đâu nha. Em làm là anh em chạy Grab chở hàng, chở thuốc, chở heo, chở đào gì em cũng nhận em làm hết nha, chở cơm cũng làm luôn nha. Đó, bây giờ là ở trên đây là các bạn thấy là sau 2 ngày em chạy rô đai thì Sài Gòn mùa mưa các bạn, em rửa xe người ta sạch sẽ trước và em sẽ quay bên trong. Thế ở đây là những cái đồ em sẽ thay ra nha. Một là cao su gấp nè, em thay rảnh nè. Rồi hai là camera tới xét anh nè, là cổ hút. Cổ hút này giờ đang mùa mưa nữa thì bắt buộc phải thay rồi các bạn. Chứ nếu mà không thay thì đi không an toàn, chủ xe nó bị vô nước. Ba là em thay sợi dây ga, các bạn thấy sợi dây ga của người ta gãy khúc ở đây. Giờ ở trước đây người ta gắn không đúng cách. Bạc đạn bánh thì xe này là tới 6 cái bạc đạn bánh là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em thay 6 bạc đạn bánh và một cái cục canh cùi dĩa. Rồi tiếp là bắt đầu dàn chân em làm gì chủ xe. Một á, là em vệ sinh cầm dầu hắn trên. Hai á, là em vệ sinh heo dầu hắn dưới. Rồi ba á, là em thay dây điện sườn. Dây điện sườn này thay theo cầu chủ xe nha các bạn. Là tất cả những cái gì thay ra em sẽ trả về cho chủ xe hết. Sửa cái chân sau là các bạn thấy là em muốn sửa xong luôn rồi nè. Đó. Rồi cao su gác chân sau full bộ mình sửa. Để mà sửa được gác chân này là phải cần thay full bộ cao su gác chân này mới nha các bạn. Làm lỗ sườn, làm cốt chống,
là em làm rồi, cũng chống rồi em làm rồi, nhưng mà em cần thắng này, cần thắng cũ của anh nè, làm giữ lại nè. Thì các bạn coi nè, mấy bữa các bạn thấy lắc rất nhiều đúng không? Bữa nay là nó hết lắc, là tại sao? Mình đắp lỗ cần thắng lại chứ không phải là đắp lỗ cút chống nha. Đắp lỗ cần thắng lại rồi là xong luôn nè. Tất cả những cái đồ thay ra các bạn thấy nè, là em sẽ bỏ bịch em trả về chủ xe hết. Thì chắc là ở đây chủ xe có kêu á, có thấy là em nói về vấn đề nước xi của cần số á, các bạn coi nè bên. Thì cần số mà bữa nó màu khác nha các bạn, còn hôm nay nó lại ra một màu khác nữa. Bởi vì thực sự đồ hãng Việt Nam mới á, nó quải lắm các bạn. Mình cũng hiểu nó, bây giờ mua vô hãng, mua anh em nào mà chưa trải nghiệm á, cứ vô mua trước đi. Phan chữ em nha, cứ đi vô hãng mua trước, mua coi thử em nói có đúng không. Cho nên đó là sự khác biệt mà một cái xe em dọn này các bạn, con nước xi nè. Này là mình xi lại ở Việt Nam mình xi thôi các bạn, mà nó còn đẹp hơn. Đẹp hơn là một cái cần số hãng mới rất là nhiều. Đó. Và trong hãng vậy người ta bán cần số không, mà người ta không bán cao su cần số các bạn. Nè. Đây đây, rồi giờ cao su cần số nè. Đó, thì giờ em sẽ lấy cao su cần số bỏ vô đây. Gắn lên xe cho người ta. Rồi chỗ đó anh quay cái xe lại cái nào xem. Thì em quay cái xe lại là để anh chi, để em cho bạn coi cái mặt bên này nè, là em thay dây xăng lọc xăng đồ rõ ràng cái chủ xe luôn đó. Rồi lọc xăng dây xăng mới nè, mở điện thoại lên xem. Em phục hồi bình xăng con là một nè, thay dây xăng lọc xăng là hai nè, cao su gấp nãy quay rồi nè, một cái cổ bô là bên đây rồi nãy quay rồi nè, bây giờ thay cổ bô nóc. Em hỏi chủ xe là thích cổ bô zin không, em vẫn có đúng cổ bô zin luôn. Chủ xe nó không thay cổ bô nóc, rồi thay cổ bô nóc, phốt bánh trước sau là cũng thay luôn rồi nè. Xe này thì của ảnh là xe raider các bạn, mâm raider, cho nên là nó tới 4 bậc đệm bánh sau, 2 bậc đệm bánh trước lận. Một cái lọc gió, cổ hút bô e là hồi nãy em quay cho các bạn nó bị nứt rồi đúng không. Dây điện cục đề, dây điện cục đề nằm đây nè các bạn, thấy nó mới là nó mới nè, làm máy zin. Và hiện tại cái xe này đang bị một cái là bình nó yếu nè, bấm đề nó không lên nổi, phải đạp phụ nó. Thì khi mà vấn đề này xảy ra thì mình hỏi chủ xe thôi, anh muốn em sạc bình không, hay là anh muốn em thay cái bình mới, em sạc bình thì để em đi ngày hai ngày nữa rồi em coi là bình có chết gì không thì em báo anh đó. Và trong quá trình mình chạy mình thấy chén cổ có rơ thì muốn làm chén cổ thì mình làm. Chốt lại, chủ xe coi được clip này trả lời giùm em, bình ắc quy muốn thay hay không, chén cổ thay hay không. Thứ năm lên lấy xe. Cảm ơn anh trai.